Nhạc Sơn thì lấy cái này. Ý Nhạc Sơn là chú? Sơn thì nhạc trước 10 năm à? Trước 10 năm sau rồi đâu? Sau thì không còn. Mấy quần đấy nhà em còn đủ hết đấy. Em không nghe cái này bao giờ đâu. Cái này hợp với các cụ ông thôi. Ông ở nhà thì thích. Hợp với các cụ thôi. Chuyển về quê anh hay ở đấy? Em mang về nhà, nhà em gần đây, cứ gần đó. Em cắm luôn anh em ơi. Đây là xoài cái à? Đây mưa đây. Ô, Aron chưa? Vừa đây. Đây cái này thì nó bảo một tìm xoáy này ra. Xoáy tìm ra thì bắt đầu. Không, em vừa đánh rồi. Chủ nhà không bị nào cứ cầm mà đưa cho khách. Cái này để em chuyển không? Anh chuyển cho hai cho em đi. Tiền rồi mà. Cháy cũng chì thôi. Vấn đề là nó phức tạp. Đây còn thiếu cắm âm mi ra ngoài này, cắm đây. Đây, cắm hai cái này chỉ xuống âm mi ra ngoài. Bác chờ em tí nhá, em giải quyết xong. Vâng. Vâng ạ. Này ngỡ. Đây là chị này rồi. Phải lắp bên này nhá anh nhá. Giống như vừa nãy bạn hướng dẫn cho anh ấy. Bắt buộc phải có cái sức phụ này, em để đây rồi nhá. Còn cái này là lắp bên bên này để thu rồi đúng không? Cái băng trắng thì luôn luôn phải lắp bên tay phải. Vì băng nó chỉ có một chiều quay về tay phải thôi. Còn cái dây băng này phải lắp bên tay trái. Đấy. Lắp lúc nó hết là mình phải thu hết thì mình lại tháo ra, ví dụ như bây giờ nhá. Giả sử nó cuốn hết trong đây, nó cuốn hết trong đây rồi đúng không? Thì là có nghĩa là mình đã nghe được hết một mặt rồi. Thì bây giờ mình lại rút cái cao su ra,
xong mình rút xương ngang, mình lại quay ngược lên đây, ngược sang bên này. Đấy, thì lại cho chạy ngược này thì nghe cái mặt còn lại. Đấy, thì lại nghe cái mặt còn lại thôi. Thế là băng này nó băng hai mặt, băng bốn trách nó sẽ có hai mặt, hai chương trình. Giống như băng các xét ngày xưa ấy, lần kia lần lại. Mỗi bên là 20 mấy phút đấy à? Mỗi bên là 45 phút. À, mỗi bên là tổng là 90 phút. Đúng rồi. Còn cái loại kia mà 90 phút là tay trồng là 180 phút. Đấy là băng to này cơ. Là 180 phút. Băng to này mới là 180 phút. À. Còn băng nhỏ như này nó chỉ có như thế thôi. Nhưng cái mà anh tặng em là gì? Để cuốn băng ra. Mục đích để cái nó quay thì nó phải cuốn được cái xương phụ nó thì mới có xương phụ thì nó mới cuốn được chứ. Chứ không có thì cuốn vào được. Đấy. Không biết cái này thành ra là đi mua từ biết đâu cái này em bố em nhờ mua mà em chứ không biết em biết nghiên cứu gì cái này đâu. Anh cắm thử điện 220 nào. Hút cái hút của nó nhưng mà nó nóng nó không đi thì bác hút khác, đi hút khác thì bác không về nắp nó lại rơi băng ra. Hút này hút theo máy hút xịn đấy nhưng mà vấn đề là nó không lâu năm rồi nó không chắc nữa thì mình phải sơ cua. Có điện không? Có điện. Có rồi em. Nhớ cảng. Chạy rồi. Chuẩn luôn đấy. Được rồi. Cảm ơn. Đây à, anh em lấy bảy cuốn đây. 4 rồi. 3 4 rồi. Đây. Hai chữ nhìn là hai khác nhau nhá. Tinh tuyển. Thì còn một cái cuốn ấy gửi sai cho. Cái Tuấn Vũ ấy. Thế lấy một cuốn cho Linh thôi, hai cuốn làm gì? Hai chương trình đấy khác nhau đấy. Hai chương trình đều chương trình hay đấy. Tùy anh thôi nhá, có hai chương trình đều chương trình hay được. Còn anh lấy là lấy thôi mà. Đấy là chương trình em là hay nổi tiếng đấy. Cho nó đủ. Nó không giống nhau đâu nhá. Khác nhau đấy, không giống nhau. Trước khi chọn vào môn quân thì đây hả? 4 cuốn, tiền băng bằng gần bằng nửa tiền đầu. Nhiều khi nó vậy. 4832 3 triệu 2. Một cuốn kia nữa. Để tính cả cuốn kia. Tính luôn kia đi. 5840 4 triệu. 1 triệu và 9 triệu, đây là 13 triệu em chẳng. Đây em chuyển khoản nữa nhá. Vâng. Đấy quét cho em cho này. Xong thì mai em sẽ cho bố em số điện thoại anh nhé. Đâu, cho em số Zalo anh. Nạp cho bác cái Zalo. Vâng. Cho bác cái Zalo. Bao nhiêu nhỉ? 13 triệu 500 đúng không? Đúng rồi. Cái hút anh. Hút để luôn đấy à? Để đây luôn. Có thể hút cho máy. Alo. À dây dây đầu cối à? Để em xem lại. À gửi rồi mà. Vâng, chờ em tí nhá, để em nói với bạn.